Quý vị thân mến, khởi nghiệp kinh doanh không chỉ xuất phát từ những ý tưởng kinh doanh đã được ấp ủ thai nghén, mà đôi khi nó chỉ xuất hiện từ một cơ duyên tình cờ, từ một thời điểm nào đó trong đời. Và câu chuyện không định trước của hai con người quyết định bắt tay nhau để cùng đưa những giọt mật ngọt đến với người tiêu dùng Việt cũng vậy. Tú Vinh xin mời quý vị cùng đến với hành trình của họ ngay sau đây. Việt Nam đứng trong top 6 nước xuất khẩu mật ong lớn nhất thế giới theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan. Nhưng không ít người tiêu dùng Việt lại phải mua mật ong nhập khẩu với giá thành cao để sử dụng, do 90% mật ong là xuất khẩu. Từ thực tế đó đã thôi thúc bao người Việt nuôi giấc mơ tạo nên những giọt mật ong chất lượng nhất cung cấp cho người tiêu dùng Việt, trong đó có Phúc và Tùng. Trong một lần tình cờ gặp lại nhau sau bao năm xa cách, với những câu chuyện tán gẫu hàn huyên đã đưa hai người bạn đến với giọt mật ong. Và từ những dự định, những khát khao vừa được khơi gợi đó đã chuyển cuộc đời của họ sang một bước rẽ khác. Trong khi Đặng Lưu Quang Phúc lại mạo hiểm từ việc cung cấp mật ong thô cho công ty nước ngoài ổn định để khởi nghiệp, thì Lê Thanh Tùng quyết từ bỏ công việc tốt tại một công ty nước ngoài với mức lương cao. Vậy câu chuyện hiện thực hóa ý tưởng của mật ong Phúc Tùng liệu có dễ dàng khi Phúc Tùng đã có một trang trại sản xuất mật ong có thâm niên lâu năm, hay họ cũng sẽ vướng vào những rắc rối nhất định đây? Thưa quý vị, để hiểu rõ hơn về câu chuyện xây dựng thương hiệu mật ong Phúc Tùng trong 5 năm qua, Tú Vinh mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ hai người sáng lập trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là anh Lê Thanh Tùng và anh Đặng Lưu Quang Phúc. Trước hết thì Tú Vinh muốn đặt một câu hỏi ngay, đó là thương hiệu mật ong Phúc Tùng ý tưởng đầu tiên đến từ ai ạ? Sau khi gặp Phúc thì tôi rất là nhiều lần ghé thăm trang trại mật ong xuất khẩu của Phúc, cũng như là ghé thăm nhiều cái trang trại mật ong xuất khẩu của những anh em khác cùng cộng tác với Phúc. Thì họ làm việc siêng năng và di chuyển ong liên tục theo mùa hoa, rồi di chuyển khắp các vùng miền của Tổ quốc để khai thác những giọt mật chất lượng phục vụ người tiêu dùng trong nước cũng như xuất khẩu đi nước ngoài. Song song đó thì tôi có đọc thêm nhiều cái sách, nhiều cái tài liệu nói về công dụng của mật ong với sức khỏe. Thì tôi thấy là đây là một cái sản phẩm rất là lý tưởng cho việc khởi nghiệp của mình. Nhưng Tuyết Vinh muốn hỏi anh Phúc, thật ra trong cái giai đoạn đó, cái việc kinh doanh của anh, cái việc sản xuất và cung cấp cho những cái công ty đó thì nó có ổn định hay không? Và nếu như ổn định rồi thì lý do gì mà anh Tùng có thể thuyết phục anh để mà hợp tác với anh Tùng? Thật ra thì cái thời gian đó thì mình cung cấp cho mấy công ty xuất khẩu cũng là sản lượng cũng rất là ổn định. Cái lý do mình làm bán lẻ trong nước á, thì nó cũng là một cơ duyên với Tùng thôi. Thì mình muốn đem sản phẩm cung cấp đến chính người tiêu dùng Việt Nam của mình. Có nghĩa là từ những cái gì mà anh Tùng chia sẻ nãy giờ với Tuyết Vinh cũng là anh Tùng đã từng thuyết phục anh Phúc như vậy, đúng không ạ? Quay trở lại với những ngày đầu tiên khi mà anh mới có một sản phẩm trong tay của mình, thì từ cái việc mà đưa cái ý tưởng và sản phẩm mình có ra được thực tế và đến tay người tiêu dùng là cả một cái hành trình rất là dài. Vậy thì những cái khó khăn của ngày đầu tiên mà anh phải đối mặt là gì và anh đã giải quyết nó bằng cách nào? Bán được một giọt mật ngọt thì nghe nó có vẻ ngọt ngào, dễ dàng, nhưng thật ra là một cái từ mà tất cả những cái người mà đang bán mật ong, những công ty đối tác của mình thì ai cũng nói từ chua hết. Nhưng bằng cái sự kiên trì và thuyết phục từng khách hàng, rồi kiên trì trong việc duy trì cái chất lượng ổn định, và thậm chí là tặng trước cho khách hàng để họ sử dụng luôn xem cái chất lượng như thế nào để họ đánh giá, thì khi mà mình làm cái hoạt động đó, khi mà mình tặng, người ta mang về, người ta sử dụng, người ta thấy hài lòng, rồi người ta giới thiệu cho nhiều khách hàng. Cái lúc mà khởi nghiệp thì mỗi một tháng mình chỉ bán chừng mấy trăm sản phẩm thôi, nhưng sau 5 năm thì mỗi tháng bây giờ đã đạt được 3.000 đơn vị sản phẩm, và trong những tháng cao điểm thì chúng tôi có thể đạt được 6.000 đơn vị sản phẩm. Có thể nói từ đam mê đến hiện thực là một chuỗi đường khá dài mà bất cứ nhà khởi sự kinh doanh nào cũng phải vượt qua, và với Phúc Tùng cũng vậy. Khi muôn vàn khó khăn không chỉ là thị trường mà có cả chặng đường từ sản xuất mật ong nữa, khiến không ít lần những người trong cuộc phải đau đầu để xử trí. Bên cạnh việc tìm đầu ra cho sản phẩm của mình, Phúc Tùng còn thu mua mật ong của những hộ nuôi ong nhằm đảm bảo đầu ra ổn định cho họ để giúp thêm nhiều giọt mật ngọt đến với tay người tiêu dùng. Duy chuyển ong là một công việc bắt buộc của tất cả những người nuôi ong theo quy trình xuất khẩu.
Nếu chúng ta để ong mà nằm im một chỗ mà không di chuyển á, thì khi mà hoa ở cái khu vực mà ở cái khu vực đang đặt ong nó tàn á, thì nó sẽ dẫn đến là ong không có nguồn thức ăn, và khi không có thức ăn từ hoa thì con chúa nó sẽ dẫn đàn bỏ đi mất, và chúng ta sẽ bị những cái người nuôi ong sẽ bị mất quân, mất đàn, thì từ đó sẽ không tạo ra được năng suất. Chính nhờ cái việc mà di chuyển ong này nó cũng tạo nên được một cái đặc sắc cho cái ngành nuôi ong xuất khẩu, đó là khi mà chúng ta di chuyển ong, chúng ta sẽ tạo ra được những cái loại mật ong có màu sắc và mùi vị đặc trưng theo từng loại hoa mà con ong hút mật về, thì từ đó người tiêu dùng dễ dàng nhận biết được là cái mật ong của họ mua về có chất lượng hay không. Anh Phúc ơi, trong cái quá trình mà mình di chuyển đàn ong như vậy thì mình phải gặp những cái khó khăn gì ạ? Lý do là về thời tiết, ví dụ như là mình chuyển ong tới những cái khu vực đó thì nó sẽ gặp cái trường hợp là mưa gió nhiều, lại phải chuyển đến những cái vùng khác mà không nắng ráo hơn. Nhưng mà cái việc bảo quản rồi đường đi, ví dụ như đàn ong như vậy thì có bao giờ mình bị thất thoát không? Tỷ lệ ảnh hưởng của đàn ong sẽ chiếm 30%, sẽ bị chết 10%. Dạ. Là do di chuyển đường dài và ong nó sẽ bị nóng ở trên xe mà mình không thể, trong cái quá trình di chuyển mình đã xịt tưới nước cho nó để nó mát. Nhưng mà cũng không thể tránh được cái trường hợp là bị chết. Có thể thấy là để duy trì được đàn ong như vậy và để ra được những cái giọt mật chất lượng nó cực kỳ khó khăn. Và như anh Tùng cũng chia sẻ là để có được một cái sản phẩm chất lượng thì cái đầu vào phải đáp ứng được những cái quy trình rất là khắt khe. Nếu như là cơ sở của mình thì mình dễ dàng có thể là kiểm soát được cái điều đó. Khi mà mình liên kết với nhiều trang trại khác nữa thì làm sao để mình có thể đảm bảo được là nguồn cung của họ đạt chất lượng cho mình? Cái vấn đề mà đạt chất lượng thì nó là điều chắc chắn rồi. Trang trại mà khai thác mật ong xuất khẩu á, thì họ đã đều làm quy trình giống như Phúc trong nhiều năm. Phúc làm như thế nào thì họ cũng làm như vậy. Dạ. Với quyết tâm, lửa thử vàng, gian nan thử sức đã giúp hai người trẻ luôn kiên trì, cần mẫn như những chú ong nhỏ không nản lòng để chắc chiêu từng giọt mật quý. Để đủ sức cạnh tranh, ngoài việc tuân thủ quy trình ISO trong việc kiểm soát chất lượng sản phẩm, thì Phúc Tùng còn đặc biệt chú ý việc thiết kế mẫu mã, hình ảnh sản phẩm và đã cho ra đời những mẫu mã vô cùng bắt mắt cùng nhiều dòng sản phẩm từ mật ong vô cùng đa dạng, thỏa mãn mọi nhu cầu của khách hàng, giúp Phúc Tùng đạt sản lượng ổn định, bán ra hơn 3.000 đơn vị sản phẩm mỗi tháng. Trong quá trình mình xây dựng một thương hiệu và đưa được một sản phẩm ra thị trường thì mình thấy là có rất là nhiều yếu tố từ khâu nguyên liệu rồi quy trình sản xuất đáp ứng được những cái tiêu chuẩn rất là khắt khe, và sau đó là giống như anh nói cực kỳ khó khăn để mà người tiêu dùng chấp nhận nữa. Và cái quá trình đó nó khó khăn như thế nào? Phúc Tùng lấy cái chất lượng sản phẩm làm cái giá trị lõi để mình tạo cái thế mạnh cạnh tranh. Mỗi một cái sản phẩm của Phúc Tùng thì đều cam kết là đàn gấp 10 phí kiểm nghiệm nếu là mật ong giả. Đó, thì chính vì cái cam kết chất lượng này và cái chất lượng lõi của sản phẩm này, nguyên tắc cốt lõi thứ hai á, là chúng tôi làm sao mà tiết giảm những cái chi phí không cần thiết để mình tạo ra một cái sản phẩm chất lượng nhưng lại có cái giá cả tốt nhất cho người sử dụng. Nguyên tắc cốt lõi thứ ba á, là sự chuyên nghiệp trong cái việc vận hành bán sỉ. Thì chúng tôi bán sỉ được nhiều bởi vì chúng tôi tuân thủ cái chuẩn ISO trong cái việc kiểm soát chất lượng thực phẩm. Khi mà bất cứ một cái đối tác nào mua hàng sỉ của Phúc Tùng thì chúng tôi sẽ lưu mẫu đồng kiểm giữa hai bên. Sau đó thì chúng tôi chịu trách nhiệm trên cái mẫu đồng kiểm đó trong 2 năm. Và nhờ cái quy trình đó thì chúng tôi lại bán được thêm cái lượng hàng sỉ lớn, nên là vừa sỉ vừa lẻ thì sau 5 năm chúng tôi tạo ra một cái doanh thu ổn định để phát triển và duy trì cái mô hình hoạt động ổn định. Lúc nãy thì anh Tùng có chia sẻ với Tuyết Vinh thì đầu tiên Phúc Tùng muốn khẳng định một cái thương hiệu mật ong của Việt Nam và dành cho người Việt Nam, tức là mình không cần phải sử dụng những cái mật ong nhập từ nước ngoài nữa. Nhưng mà trong thời gian sắp tới thì anh có ý định phát triển thương hiệu Phúc Tùng đi xa hơn nữa hay không? Cái đó là một cái khát vọng rất là lớn. Ban đầu thì mình cũng không có khát vọng này đâu. Mình chỉ muốn là xây dựng thương hiệu để khẳng định cái giá trị của bản thân thôi. Nhưng mà bây giờ nó phát triển tốt quá và thậm chí là mình vẫn lâu lâu vẫn nhận được những đơn đặt hàng từ nước ngoài. Nên là chúng tôi sẽ tiến hành thăm dò thị trường nước ngoài. Và thị trường đầu tiên mà chúng tôi hướng tới đó là thị trường Mỹ. Tại vì ở đó có trên 2 triệu kiều bào người Việt đang sinh sống và làm việc.
Để đạt được ước mơ góp thêm giọt mật ong trên bản đồ thế giới, Phúc Tùng đã đặt ra mục tiêu không chỉ sản xuất mật đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, mà sẽ phấn đấu trở thành một trong những thương hiệu mạnh nhất Việt Nam trong 5 năm tới. Đó sẽ là tiền đề để đưa mật ong Phúc Tùng vươn ra biển lớn. Câu chuyện khởi nghiệp chỉ từ một đam mê đến tức thời cùng niềm khát khao cung cấp mật ong của người Việt cho người Việt đã giúp Tùng và Phúc bên nhau vượt qua những khó khăn, thậm chí bất đồng trong quan điểm đôi khi khiến họ muốn bỏ cuộc để viết nên một thương hiệu mật ong của người Việt. Có thể hành trình vươn ra biển lớn của họ còn xa lắm, nhưng chúng tôi tin với cái tâm cùng sự nhiệt huyết của người trẻ thì cái đích ấy cũng sẽ sớm thành hiện thực.